Em đến xin váy cho chị. Em xin ạ. Chị kiểm tra xem là có đúng loại không. Trời ơi. Này này này, mày lại mua cái của nợ gì đấy? Bao nhiêu lần mất tiền oan về mua bán trên mạng rồi, mày không chừa à? Không nhận đâu. Mẹ trả đây. Váy chị nào mua cho con đấy? Cái gì? Sao tự dưng nó lại mua cho mày? Này con danh, nó đưa cái giấy tờ gì là cấm ký đấy nhá. Ừ. Con thì làm gì mà chị phải tính toán. Vừa béo lại còn vừa ăn lắm. Béo mày ăn lắm là tao nuôi mày, mắc mớ gì đến nó hả? Ừ. Cứ nhắc đến chị là mẹ lại thái độ hằn học. Xấu tính thế là không xinh gái đâu nhá. Dành còn. Mày cũng là cái đồ đần con ạ. Mẹ mày đẻ ra thì không bênh, mày suốt ngày mày bênh con người dưng ấy. Ừ. Chị không phải người dưng, chị còn thương con hơn mẹ đấy. Ơ, con đấy láo gì mày. Ơi chị ơi, chưa thanh toán tiền ship cho em ạ. Cái gì? Người gửi không trả tiền ship? Dạ vâng chưa ạ. Cho cả cái váy mà lại tiếc mấy đồng tiền ship hả? À, em không biết nhưng mà thế bây giờ ai trả tiền ship cho em này ạ? Đây trả. Rồi ui, ai mà xinh thế. Chị, nhìn váy chị mua đẹp không này? Vừa tôn được cực nhá, vừa trẻ bụng. Đẹp chưa? Quá đẹp, quá hợp luôn. Hàng hiệu đàng hoàng nhá, tâm lý ghê cơ. Vui thế cơ à? Vui chứ. Lần này mà em thành công ấy, tất cả là nhờ chị hết. Yêu chị. Thơm cái. Cái gì mà ầm ĩ thế? Nghệ, nhìn con xinh không? Thử váy à? Này, hai chị em cứ như là mổ bò ấy. Con ơi, lần sau mua cho em ý, mua vài cái cho nó thay đổi. Chứ mua nhõn một cái, mẹ trả tiền ship rồi đấy. Hàng hiệu đấy mẹ, đắt lắm đây. Hiệu làm gì cho nó đắt tiền. Con đẹp sẵn rồi. Mẹ chỉ cần mua mấy cái váy đồng giá, con mặc cả khi còn đẹp hơn nhiều ấy. Con đẹp thật hả mẹ? Đứa nào nó không nhìn thấy con đẹp là mắt nó có vấn đề. Con gái của mẹ mà. Đúng là mẹ của con. Mẹ xem thế nào. Xinh đấy. Đây, chỗ này này. Nhưng mà phải có một tí vào mẹ eo. Đấy. Mà to lắm. Đấy, rất là xinh. À. Ôi, ôi con gái mẹ kìa. Ngồi trông cứ như là bà chủ ấy nhỉ. Thôi chị ơi, em gọi lại sau nhá. Thế nhá, bye bye. Chỉ có gia đình cô và những người ruột thịt là sẽ yêu thương cô vô điều kiện. Còn người ngoài họ tiếp cận với cô đều có mục đích cả. Chỉ cần cô động đến quyền lợi của họ thôi, họ sẵn sàng hại cô ngay. Rơi.